tin Vatican, ý nghĩa chủ đề tuần cầu nguyện hiệp nhất năm 2019. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều thứ sáu ngày 11 tháng 8 tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay có chủ đề là các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực. Hàng năm, Đức Thánh Cha vẫn chủ sự kinh chiều bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma vào ngày 25 tháng 1, lễ thánh Phaolô trở lại, nhưng năm nay ngài bệnh viếng thăm tại Panama từ ngày 23 đến 27 tháng 1 tới đây, nhân dịp ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 34 nên ngài chủ sự kinh chiều khai mạc. Chủ đề và tài liệu giúp cử hành tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô năm 2019 do một đoàn các tín hữu Kitô ở Indonesia đảm trách. Quốc gia này có 265 triệu dân cư, trong đó 86% là tín hữu Hồi giáo và 10% là tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau, trong đó có 2,9% dân số toàn quốc là tín hữu Công giáo, thuộc 27 giáo phận họp thành 10 giáo tỉnh. Ý nghĩa chủ đề năm nay được trích trong sách đề nhị luật, được chọn làm chủ đề tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay, phản ánh tình trạng và nhu cầu của cộng đoàn Kitô tại Indonesia trước khi vào đất hứa dân Chúa đã tái cam kết trung thành với giao ước Chúa đã thiết lập với họ. Giáo hội của Chúa Kitô được mời gọi trở thành hoa quả đầu mùa của nước Thiên Chúa. Kitô hữu cần hối hận vì những bất công gây ra chia rẽ và trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta cũng tin nơi quyền năng của Chúa Kitô đấng tha thứ và chữa lành.